Hello, xin kính chào cô bác anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay em Dân Trịnh xin giới thiệu tới quý cô bác anh chị một số món sản phẩm bên em mới về nhé. Đấy, những cái sản phẩm cũ bên em Dân vẫn rất là còn. Đấy, những cái sản phẩm như kiểu là bóng đèn 5 cánh, đấy, bơm 2 ti các thứ, những cái sản phẩm em lúc nào cũng có. Đấy, và những cái sản phẩm bấm móng tay, móng chân, đấy, automat đều đầy đủ cả chứ. Những sản phẩm sưu tầm như dìu, xẻng, sưu tầm, đấy, em Dân vẫn còn. Về thêm được một số những cái mẫu là chày cối, đấy, dao dợ các thứ này, đấy, và hôm nay em xin đầu tiên video em xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu dây điện mới này, đấy, dây điện này rất là xịn sò luôn, cái mẫu dây điện này là dây điện 10 mét nhé cho các bác nhé, đấy, con này thì chúng ta có thể câu đấu nối đấy vào những cái thiết bị điện, đấy, dài 10 mét, đâu cái nào nó gỡ rồi, đấy. Hàng này thì là hàng cũ, nhìn cũ thôi nhưng mà hàng chưa qua sử dụng các bác nhé. Hàng chưa qua sử dụng luôn. Thương hiệu của nó đây, thương hiệu của nó đây. Hơi mờ nhỉ. Thương hiệu của nó là thương hiệu ZT, ZNT. Đấy, Z. Đấy, chúng ta cắm vào rất là hợp lý, rất là khớp này. Đấy. Con này thì dây 0 2 x 0,75. 2 x 0,75 10 mét. Đấy. Các bác đấu vào những cái máy khoan, máy cắt này, cầm đi lôi đi này, nó rất là tiện lợi này. Đấy, nó rất là tiện lợi luôn nha các bác nhé. Đấy, mới về thì cũng không có nhiều, số lượng cũng không nhiều. Bên em đang bán với giá là 230.000 đồng một sợi này. 230.000 đồng một sợi. Nói chung là dây thì cũng còn là rất là đẹp. Đấy. Dây thì vẫn còn rất là đẹp các bác nhé. Đấy, dây này là dây đấu nối, nối tiếp. Nối tiếp luôn. 230.000. Rất là rẻ luôn. Hàng chưa qua sử dụng nhé. Hàng này chưa qua sử dụng. Và ở đây có một con đặc biệt. Ở đây có một con đặc biệt. Đấy, duy nhất một con đặc biệt. Đấy, con này có cái nút bấm để khóa. Đấy, có nút bấm để khóa này. Bấm để mở này, không thì không mở ra được. Đấy. Duy nhất một con. Duy nhất một con đặc biệt 250.000 đồng. Duy nhất một con đặc biệt nhé. Đấy, ưu tiên cho bác nào nhanh tay trước. Đấy, bác nào đặt nhanh tay đặt trước là hàng có trước. Đấy là của thuộc về bác ấy. Đúng một con duy nhất. Đấy, đắt hơn 20.000 đồng, 250.000 đồng con này có khóa. Đấy. Các bác đặt hàng liên hệ với em Dân qua số hotline của em nhé, là 0982 834 004 có nhé. Em Dân đến từ Tiêu Động Mì Lục Hà Nam nhé. Đấy, duy nhất là có một cái dây đấy là dây đặc biệt thôi. Còn con này cũng là màu đỏ như thế nhưng mà không có. Đấy, duy nhất một con đấy là có. Đấy. Tất cả dây này là 10 mét dây 0.75. 10 mét dây 0.75. Đấy, tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một mẫu băng dính cân ký. Băng dính cân ký nhé. Đấy, lại quay lại giới thiệu một tí tại vì về cũng lại lại thêm một tấn nữa. Đấy. Rất nhiều màu sắc, rất nhiều kích thước, to nhỏ dày mỏng có tất. Đấy thì chúng ta sẽ bốc alo xô nhé. Đấy, alo xô luôn cho chúng ta. Đấy, các bác đi làm ơn vui lòng là không chọn màu giúp em. Đấy, không chọn màu giúp em nhé. Đấy, thì là nói chung là cái nào cũng có những cái mà quận to quận bé. Đấy. Băng dính này là của Nhật, hàng bãi. Đâu nhỉ? Đấy, đa dạng, rất đa dạng màu sắc. Dẻo dai. Dẻo dai. Không thể rơi. Rất là dai nhưng các bác nhé, bám dính rất là tốt. Bám dính rất là tốt. Mẫu này thì bên em Dân đang bán với giá là 80.000 đồng một kg này. Rất là dai này. Đấy. Rất là dẻo dai luôn. 80.000 đồng một kg. Đấy. Hàng rất là đẹp luôn. Rất nhiều màu, nói chung là các bác vui lòng không chọn màu thôi, nhưng cũng rất nhiều màu sắc, nói chung là rất nhiều các thứ này. Đấy, dính rất tốt này. Băng dính điện. Đấy, hàng của Nhật thì có nhé. Hàng này của Nhật. Nói chung là rất là đa dạng kích cỡ thôi. Nó có cái cuộn to, cuộn bé. Này. 80.000 đồng 1 kg rồi nhé. Băng dính điện 80.000 đồng 1 kg. Đây. Rất nhiều màu sắc cho chúng ta này. 80.000 đồng, không chọn màu. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu các bác là một cái mẫu tua vít đóng này. Một cái mẫu tua vít đóng. Đấy, thương hiệu của Kabushi. Thương hiệu của Kabushi. Đấy, bên em đang có hai loại. Đấy, một loại của Kabushi, một màu loại của Asaki. Trong một bộ của Kabushi này thì của nó là có 12 món, 12 chi tiết. Một bộ này có 12 chi tiết thôi nhé. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 chi tiết.
Đấy, bên em đang bán với giá là 320.000 đồng. 320.000 đồng một mẫu này. 320.000 đồng thôi. Hàng rất là ok luôn. 320. Đây, chúng ta lắp cái này vào đây. Đấy. G và L, đây có G và L nhé, đóng tiến và đóng lùi này. G và L này, đóng tiến và đóng lùi có nhé. Đấy. Thương hiệu Kabushi. Con này bên em đang bán với giá là 320.000 đồng, dùng xong chúng ta để qua vào. Và cất rất là ok luôn. Hộp rất là đẹp, rất là chắc chắn. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu các bác là một cái mẫu của Asaki. Một cái bộ Asaki nhìn thì nó bé hơn một tí nhưng mà trong này cũng rất là đầy đủ luôn. Cũng đầy đủ không thiếu một cái gì cả, cũng có một bộ đồ nghề. Đấy. Con này tổng của nó là 15 chi tiết. Đây có 1 2 này. Đầu này có thể tháo ra được mà. 1 2 này. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 chi tiết. 14 chi tiết thôi nhé. 14 chi tiết. Bộ này thì bên em dân đang bán với giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng một cái bộ này. Đây dùng xong tặng cất đi. Đấy, cũng như con kia cũng có giờ và lò, nó khác nhau cái thương hiệu và nó hộp của nó nhìn bé hơn. Đấy, nó không có những con dài như con của Kabushi. Đấy, nhưng mà nó cũng rất là đầy đủ rồi. 250.000 đồng. 250.000 đồng thôi nhé. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu Atomat. Đấy, chống giật chống chập đa năng. Một cái mẫu Atomat chống giật chống chập đa năng nhé. Đấy, con này thì chúng ta làm át tổng. Đấy, con này 40A. Chống giật, chống chập và chống quá tải. Chống giật, chống chập và chống quá tải. Con này có thanh gài át để chúng ta gài át vào tủ điện này. Đấy, có thanh gài át để chúng ta gài át vào tủ điện. Rất là ok nhé. Đấy, à, sản phẩm này thương hiệu của nó là thương hiệu của Furi. Đấy, hàng của Furi. Hàng mới của Nhật. Đấy, hàng mới của Nhật. Con này sử dụng điện 110 đến 230V, 30mA, dòng giò của nó là 30. Đấy. À, sản xuất tại Nhật Bản, hàng này là nội địa. Đấy, con này bên em đang bán với giá là 250.000 đồng. 250.000 đồng nhé. 250.000 đồng một mẫu này. Atomat chống giật chống chập. Rất phù hợp cho các bác mà làm mã tổng ở nhà nhé. Làm mã tổng con này rất yên tâm rồi. Đấy, nó có đã có chống giật rồi, nó có cả chống chập nữa. Nên là chúng ta không sợ, ở nhà có trẻ em thì chúng ta cũng đỡ lo đi. Đỡ lo chứ không phải là không lo đâu các bác nhé. Vẫn phải lo nhưng mà đỡ đi rất được nhiều, mình có thể an tâm được rất nhiều khi nhà cũng có một con này rồi. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu Atomat. Đây là Atomat chống giật. Đấy, thì nó phù hợp cho chúng ta là lắp cho những thiết bị như là điều hòa. Đấy. À, bình nóng lạnh, tủ lạnh, máy bơm nước. Đấy. Con này thì chỉ có chức năng chống giật thôi. Con này là 20A, dòng giò của nó là 15. Đấy. Con này thì bên em đang bán với giá là 90.000 đồng. Các bác nhé, 90.000 đồng một cái sản phẩm này. Này, Atomat. Chống giật, chống chập. Đấy. Hàng này là của thương hiệu Pana. Pana và Nati. Đấy, hai thương hiệu của nó. Đấy, rất là xịn sò luôn. Đấy, tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu các bác là một số mẫu át chống chập này. Đấy, một số những cái mẫu át chống chập nhé. Đấy, 30A, à, 40A, 50A. À, chống chập, con này chỉ có chống chập không thôi. Đấy, thương hiệu của nó là ZAT. Đấy, Z này. Đấy. Hàng này hàng mới chưa qua sử dụng các bác nhé. Hàng này là hàng mẫu mới chưa qua sử dụng luôn. Đấy, con này thì bên em đang bán với giá là 180.000 đồng một cái. 180.000 đồng một sản phẩm này. Đấy. Hàng này hàng của Nhật nhé. Hàng của Nhật mới luôn chứ không phải là cũ các bác nhé. Hàng hàng mới luôn. Hàng Nhật mới luôn. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một số mẫu đồ dùng nhà bếp này. Đấy, đồ dùng nhà bếp này. Chày cối này. Đấy, chày cối này. Đấy, chảo này. Đấy. Con này thì chúng ta về giã cua với lại các thứ thì rất là tuyệt vời này. Rất là tiện lợi luôn, nó rất là ok. Đấy, sản phẩm này thương hiệu của nó thương hiệu Wheeling. Đấy, Mỹ in Giovanni, hàng của Đức. Hàng của Đức. Con này thì bên em dân đang bán với giá là 230.000 đồng. 230.000 đồng có chứ. 230.000 đồng một sản phẩm này. Chày cối. Chày cối 230.000 đồng. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu chảo này. Chảo này. Chảo thường. Combo chảo. Đấy, mua lẻ và mua cả bộ đều ok nhé các bác nhé. Cái này mẫu này thì mua lẻ mua cả bộ đều cũng rất là ok. Đấy, em bán cả lẻ cả bộ.
Thì bên em đang có cái chương trình khuyến mại là mua theo combo chả hỏng. Đấy, thì em xin giới thiệu từng sản phẩm chi tiết từ sản phẩm trước đã nhé. Đấy, con chảo này thương hiệu của nó thương hiệu Shikisai. Đấy, con này thì chống dính, chảo chống dính, có thể đun được trên tất cả các loại bếp. Đấy, có thể đun được trên tất cả các loại bếp nhé. Và giá của nó thì bên em dân đang bán với giá là con 20 đã bằng cấp 3 cỡ 20, 24 và 28. Đấy, thì con 20 này thì bên em dân đang bán với giá là 300.000 đồng. Đấy. Con 24 thì bên em dân đang bán với giá là 350. Đấy, và con 28 thì bên em dân đang bán là 400. Đấy, đặc biệt khi các bác mua một combo 3 chảo. Đặc biệt khi các bác mua một combo 3 chảo, giá của nó chỉ còn 900.000 đồng. Đấy, đang có chương trình ưu đãi cực lớn dành cho các bác luôn. Đấy, hoặc là khi các bác mua hai cái. Đấy, thì mua hai cái bất kỳ. Đấy, thì sẽ được giảm ngay 50.000 đồng trên một đơn hàng nhé. Hai cái bất kỳ sẽ được giảm ngay 50.000 đồng trên một đơn hàng. Chương trình ưu đãi rất là lớn luôn bên em. Đấy, thì các bác đặt hàng thì liên hệ với số điện thoại của em đang trên màn hình đây. Đó là 0982 834004 thôi nhé. Em Dân đến từ Thiếu Lộng Bình Đồng Hà Nam. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một cái mẫu bộ dao Gunbo. Đấy, bộ dao này thì gồm có đây. Nó có một cái hộp này cho chúng ta. Đấy, một cái hộp này chất liệu nó là bằng inox 304. Đấy, con này thì chống rỉ. Đấy, chống rỉ, nói chung là rất là hiện đại, xịn sò. Hộp inox. Đấy, hộp dao. Đấy, con này thì đây, theo nó thì một cái hộp Một con dao chặt này thì thương hiệu của Gunbo. Em có bán lẻ trong con dao này với giá là 380.000 đồng. Đấy, thì trong bộ này có con này em có bán lẻ này 380.000. Tiếp theo thì là một con dao thái bản lớn, con này thì em không bán lẻ. Đấy, con này không có bán lẻ ở trong bộ dao thôi. Đấy. Và tiếp theo nữa thì là một con dao thái của Gunbo. Con này thì em có bán lẻ với giá là 210.000 đồng. Đấy, con này có bán lẻ với giá là 210.000 đồng. Đấy. Tiếp theo nữa thì em dân đang bán con dao này cũng có bán lẻ này, con dao gọt hoa quả này cũng bán lẻ với giá 90.000 đồng thôi nhé. Có bán lẻ với giá 90.000 đồng. Lức và cái kéo này thì em không bán lẻ. Đấy. Thì một bộ dao của nó có 7 chi tiết. Một bộ dao của nó có 7 chi tiết này. Rất là xịn sò luôn, thương hiệu của nó thương hiệu Gunbo. Một triệu 200.000 đồng thôi nhé. Bên em đang bán với giá là 1.200.000 đồng. Một cái mẫu dao, một bộ dao này. Đấy, bộ dao nhà bếp 1.200.000. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu với các bác là một số mẫu dao thái này. Một số mẫu dao chặt nhé. Đấy, dao thái và dao chặt đây. Đấy, rất là xịn sò luôn. Cái mẫu này thì có bao da luôn cho chúng ta nhé. Có bao da luôn, rất là xịn sò luôn này. Dao của nó thì rất là đẹp. Đấy. Con này thì bên em Dân đang bán với giá là 240.000 đồng một con dao này. Đấy, con dao này chúng ta có thể là chọc tiết lợn, tiết nói chung là làm thịt. Đấy, và lọc thái lọc. Rất là ok. Đấy. Đấy. Trong bao này rất là tiện lợi luôn. Con này thì bên em Dân đang bán với giá là 260.000 à 240.000 đồng có nhé. 240.000 đồng một cái mẫu dao này. Có bao này 240.000 đồng. Đấy. Tiếp theo thì em xin giới thiệu với các bác là một mẫu bao da này, một mẫu dao có bao da này. Này. Con này cũng có bao da. Cũng rất là đẹp, con này thì thái lọc rất là đẹp luôn. Con này thì bên em Dân đang bán với giá là 260.000 đồng. Này các bác này. Làm nghề các thứ thì rất là ok luôn. Con này lại có bao da chúng ta nữa này. Hai trăm sáu mươi nghìn đồng một cái sản phẩm này. Đấy, tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu các bác là một số mẫu dao chặt nhé. Một số mẫu dao chặt này. Đấy, dao chặt Gunbo thì ở trong góc kia thì em đã vừa giới thiệu cho các bác rồi. Đấy, dao chặt Gunbo này thì em vừa giới thiệu cho các bác rồi. Đấy, 380.000 thì ở trong bộ dao rồi. Đấy, còn đây một cái mẫu dao chặt 7 lạng. Một cái mẫu dao chặt 7 lạng thương hiệu của Akatsuki. Bên em đang bán với giá là 320.000 đồng. 320.000 đồng một mẫu dao này coi nhé. 320.000 dao. Dao chặt 320.000 đồng. Đấy. Tiếp tục chương trình thì em Dân xin giới thiệu các bác một cái mẫu ép tỏi này. Đấy, mẫu ép tỏi này, cho chúng ta cho hành cho tỏi vào đây chúng ta ép này. Ép xuống này.
Mẫu này thì bên em dân đang bán với giá là 130.000 đồng. Thương hiệu của nó là thương hiệu Huy Linh của Đức. Đấy. Ép tỏi. 130.000 đồng. Liếc mài dao quá nhé. Liếc mài dao này. Liếc dẹp và liếc tròn này. Đều đầy đủ cả. 200.000 đồng một cái các bác nhé. Bên em đang bán với giá là 200.000 đồng một cái. Liếc mài dao. Vừa rồi thì em dân vừa mới giới thiệu qua cho các bác một số cái mẫu sản phẩm bên em. Đấy, các bác còn thấy cái mẫu sản phẩm nào mà em dân chưa giới thiệu lên video thì các bác có thể comment lại đấy, để comment phần bên dưới để có thể em có thể giới thiệu ở video sau cho các bác. Đấy, cảm ơn các bác đã xem video của em xin phép được dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.